và một nhà nước, thấy chưa, dẫn đất nước mình vào chiến tranh thì là một chính phủ đấy nó như thế nào. Cho nên các bạn không, đất nước mình là đã trải qua chiến tranh nên nay rồi, nhân dân ta là một đất nước yêu chuộng hòa bình, đúng không? Thì nói chung là mình tránh cái chiến tranh xảy ra đấy, tránh chiến tranh xảy ra. Nhưng mà ví dụ bất quá, chẳng hạn ví dụ Trung Quốc bây giờ mình đặt cái giàn khoan đấy, đặt những giàn đê cả đó, Trung Quốc dùng tàu chiến tấn công, đúng không, tấn công mình thì bắt buộc mình, nhân dân Việt Nam phải tự vệ, đúng không? Thì bắt buộc lúc đấy thì cái nước cuối cùng thì mới để chiến tranh xảy ra. Chứ còn ví dụ như bình thường như gây hấn các thứ thì mình dùng tàu chấm pháp mình bảo vệ các thứ thì hiện nay vẫn cứ tốt mà, đúng không? Giàn khoan thì vẫn khoan dầu khí, tất cả các giàn DK thì mình vẫn bảo vệ tốt. Đấy, cho nên là mình phải có khả năng chương trình thì ngày mai anh sẽ làm một cái live về cái tình hình Ukraine, nó giống như là Việt Nam, đúng không? Đấy, thì nói chung là bây giờ mình cứ so sánh Ukraine, nó có một vị trí chiến lược hoặc cả cái vị trí đặc địa rất là giống Việt Nam. Nhưng mà tại sao mình Việt Nam mình hiện nay ổn định phát triển với tốc độ chóng mặt Ukraine, từ một cái nước coi như là giàu có như thế bây giờ coi như là GDP thu hẳn Việt Nam đấy, thì các bạn nó phải có một cái quan điểm như thế. Chứ còn đừng nghe cái sự kích động của cái bọn mà ba que bên kia, cái mục đích của chúng nó là chỉ muốn đất nước Việt Nam hiện nay, đất nước Việt Nam càng phát triển thì chúng nó càng bực tức, chúng nó càng cay cú, đúng không? Chúng nó chỉ muốn đất nước Việt Nam hiện nay là nghèo nàn đi, đúng không? Qua đó cái lòng dân người ta mới căm tức cái chế độ này đấy, cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, người ta mới nổi dậy, đúng không? Nghèo quá mà, cho nên là mẹ đổi tất cả, đổ cho cái chính quyền nhà cầm quyền, cho đó nổi dậy chống Đảng Cộng sản, cho đó lật đổ Đảng Cộng sản, chúng nó ngồi bên kia vỗ tay vỗ chân đấy. Cho nên là chúng mình, nhân dân mình và tất cả các bạn ở trên này thì thôi, mình nói cho những người dân người ta chưa hiểu biết một chút đấy thì là người ta hiểu. Thế hôm qua thì anh như này, có một cái cô bé, cô ấy lên diễn đàn của anh thì cô bảo là sắp tới ông tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ thì cô rất hoan nghênh, nhưng mà đừng có thăng sang thăm Trung Quốc ngay giờ. Vẫn đấy thì mình có giải thích cho cô ấy rất là rõ, vì cái chuyện là sang thăm Trung Quốc cũng được, sang thăm Trung Quốc để giải quyết bất đồng, đúng không? Sau đó có những đặt quan hệ ngoại giao đấy giữa Việt Nam Trung Quốc để cho Việt Nam Trung Quốc hiểu Việt Nam đấy. Anh nhớ cái vấn đề đó là cái chuyện rất là bình thường, chứ không phải là bây giờ ví dụ mình ghét Trung Quốc, mình cay cú Trung Quốc thì mình đánh nhau Trung Quốc à, đúng không? Còn chuyện quan sang thăm Mỹ thì là để thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, để cho nước Mỹ tin tưởng Việt Nam hơn, qua đó coi như có cái sự hợp tác. Mình với bây giờ hiện nay mình không phò Mỹ, không phò Trung, mà mình quan hệ với tất cả các nước vì lợi ích của đất nước Việt Nam đấy. Chứ mình cũng giải thích cho cô cái từ rất là nhẹ nhàng, nhưng cô hôm nay cô ấy sang bên diễn đàn bên hình như của anh gì ở ngoài Hà Nội đó, thì cô bảo là coi như là lên diễn đàn coi như mọi người coi như cứ nói cô là ngu cái thứ, thì có khả năng một số bạn ấy ở dưới có măng thì nó thấy cô ấy có, tức là nó có một cái suy nghĩ sai một tí. Ê, nhưng mà mình ví dụ cô nghĩ suy nghĩ sai thì mình giải thích cho cô đấy, là vì là bây giờ cô ở cái vùng miền Tây, chứ bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, bây giờ các bạn miệng các bạn bảo là bài Trung Quốc, nhưng mà bây giờ ví dụ Trung Quốc ngừng mua thanh long, ngừng mua dưa hấu và ngừng mua các nông sản của các bà con miền Tây thì các bạn thấy thế nào? Đấy, giá dưa hấu từ 30.000 tụt xuống 1.000, 2.000 đồng một ký thì bắt đầu các bạn kêu ầm lên nhà nước thế này thế khác, đúng không? Cho nên mình phải giữ cái quan hệ ngoại giao tốt đấy, kể cả đối với Trung Quốc, vì lợi ích của mình. Làm sao mà cái vấn đề mình hợp tác, và các bạn phải nhớ vừa hợp tác vừa đấu tranh để làm sao cho đất nước Việt Nam ổn định phát triển và biển đảo mình vẫn cứ giữ được. Đó là cái khôn khéo của những người lãnh đạo. Nhưng còn những người dân nhiều khi cứ thích ghét Trung Quốc thì chỉ cả lên đấy, rồi bảo mà ôi nó vào đây nó gây hấn rồi, tại sao không mình bắn nó, đánh nó để mà đuổi nó ra. Cái chuyện đấy là nói chung là đó một cái sự suy nghĩ nó chưa tới, đúng không? Còn đối với những nhà lãnh đạo, vì cuộc sống của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, cho nên đảng, nhà nước và chính phủ mình có một cách ứng xử rất khôn khéo, và nói chung là mình là người dân, mình hoàn toàn ủng hộ cách ứng xử hiện nay của nhà nước mình, đúng không? Không phò Mỹ, không phò Trung, mà nói chung mình quan hệ cả Mỹ, cả Trung Quốc và quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở coi như là đôi bên đều có lợi, vì sự phát triển và vì cái cuộc sống yên bình đấy, vì sự giàu có của nhân dân và của đất nước, thế thôi. Ok rồi anh. Dạ cảm ơn anh Bằng. Dạ cảm ơn anh, chúc anh một buổi tối thật vui, cảm ơn anh nhiều.
Chào anh.